Vâng, cứ để đấy, vậy lúc nào nó về không chuyển thì cháu vào cháu bắt gà trống thì cháu chuyển đưa cho. Thì cứ bảo nó vậy để cho nó gửi qua, rồi nhỡ đâu cháu không vào bắt nữa thì sao? Đủ, đây là vịt. Cái này bao nhiêu ngày rồi cô đủ? Cái này bao nhiêu ngày rồi cô? Đủ. Nuôi sim nai luôn. Nào. Sim nai. Vườn đây rộng lắm mọi người ơi. Nào. Thấy không? Đủ có cả dàn cây ăn trái mướp này, tùm lum. Vẫn khỏe chưa chết con nào hả? À? Ờ, to này khó lắm. Đó. Sàn à? Sàn. Cái này cũng được nhanh được suốt lắm cô ạ. Nhanh suốt hơn gà của cô ạ. Ờ, ngoan có giá. Thấy nhà ông ấy ở bên kia nuôi quá trời á. Cháu lười bán chứ đầy ngan á. Đầy người hỏi ngan á mà lười bán. À, vài bữa cháu chỉ ông kia ông xuống bắt cho. À vậy hả? À đủ. À vậy hả? Tưởng không có và ông kia ông bắt cho. Ông kia chuyên bắt ngan. Đủ, ngan mấy chục. Mày bán như vậy bây giờ bảo vợ mà đừng có bán nữa cái chuyện. Ngan bẩn lắm. Đó. Ngàn giờ lắm mà nó hao lắm. Không. Không thích đâu, làm nó dơ mà nó nâu như quỷ á. Qua trời qua đất. Thôi nha. Ngàn